Cái này này, các bạn đừng ấn sát vào cái này. Ấn hẳn ra ngoài, ấn sâu xuống. Xong tí là cái này không phải buộc lơ đây, buộc buộc luôn ở đây vào đây này. Ngắn ngắn thôi. Đấy, nhẹ nhẹ thì thôi. Đấy, đây là cái cây bàng Singapore. Tất cả những cái này, cả những cái mà trang trí mua vào, cả sang chậu vân vân vân, giá tiền chậu, cả giá tiền cây, cả đất đai, cả trồng, cả shipper, tất cả lăng nhăng nó rơi vào trong vòng khoảng 5 km thì rơi vào khoảng 1,2 triệu. Đấy. Thì công ty An Việt chúc mừng khai trương văn phòng của một bên của đối tác của công ty An Việt đã mua của bên mình. Đấy, mà mình nói thẳng luôn, mình trả ngại bọn mình lãi 300 nghìn. Đấy. Nếu mà bên nào có bên nào cần gì ấy. Đấy. Còn tại sao lại 300 nghìn thì quý vị thấy rằng là bọn mình cũng phải đi tìm chậu, mua chậu các thứ, đất đai xong đưa cây lên, xong rồi tỉa cây, bón cây, nói chung tất cả công sức thôi. Cây này nếu mà mua gốc của nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 300 mấy. Các thứ lăng nhăng nữa 400. Đất đai các thứ lăng nhăng lên này nó cũng rơi vào khoảng tầm 800. Tất cả mọi thứ. Đấy. Thì 100 nghìn tiền ship tại vì phải đưa lên tận cả trên tầng nữa, tầng 14 tuy là có thang máy nhưng mà nó phải thế thì đấy, trừ cả tiền ship đi thì đấy, công ty với mình cũng về được 300 ngàn. Đấy, bởi mình cũng công khai khá hóa luôn. Đấy, bảo hành trọn đời. Bảo hành trọn đời đây là chỉ là chăm sóc thôi nhá. Cây thì các bạn biết rồi đấy. Nó sống như nào thì cũng do là người trồng thôi, nhưng mà sẽ được tư vấn trọn đời chính xác nhất. Và cây sẽ được chở trong chiều nay, và cái anh ở công ty An Việt anh ấy đã thanh toán rồi. Bên mình rõ ràng lắm, cứ rõ ràng thì kinh doanh phải có lời thôi. Bọn mình chỉ có tầm 30% lợi nhuận. Đấy. Mang về thế thôi. Hàng hóa là bên mình cũng vậy. Hãy